Anh Đào Vĩnh Hưng khi mà nghe được cái thông tin bị cấm sóng thì đã bật khóc mọi người ạ. Cô chú anh chị và các bạn nghĩ như thế nào về những cái giọt nước mắt của anh Đào Vĩnh Hưng khi mà bị cấm sóng và bật khóc? Và thưa cô chú anh chị và các bạn, khi mà anh Đào Vĩnh Hưng làm những cái trò lố ở trên mạng xã hội, và Đào Vĩnh Hưng là một người đã bị phạt rất nhiều lần rồi. Bị phạt rất nhiều lần rồi chứ không phải là ít nha mọi người nha. Nhưng mà anh ấy vẫn chứng nào tật đấy. Đào Vĩnh Hưng bị cấm sóng toàn diện của chú anh chị nhá. Kể cả biểu diễn này, ca hát này, kể cả trong ngoài nước này, kể cả cấm trên các nền tảng mạng xã hội nữa. Vừa bị cấm ở ngoài, vừa bị cấm ở trên các nền tảng mạng xã hội nữa. Là không được ra mắt những cái sản phẩm ở trên mạng xã hội. Rất nhiều cô chú anh chị và các bạn là có một cái thắc mắc và cũng như là muốn cấm sóng Đàm Vĩnh Hưng vĩnh viễn. Bởi vì là trước tất cả những cái gì mà Đàm Vĩnh Hưng đã làm từ trước tới nay, rất nhiều chiêu trò, và Đàm Vĩnh Hưng đã nhiều lần bị phạt rồi, nhiều lần bị phạt tiền với cô chú anh chị nhé. Không tự nhiên mà có một cái lệnh cấm sóng đâu. Đàm Vĩnh Hưng đã nhiều lần bị phạt tiền rồi. Đã từng chia sẻ trên video ở trên kênh Phúc Tài Chính ấy, Đàm Vĩnh Hưng đã từng bị phạt tiền nhiều lần rồi. Và cho đến tận bây giờ thì Đàm Vĩnh Hưng đã bị cấm sóng. Và cái việc mà ra một cái mức phạt 27,5 triệu đồng với bị cấm sóng ấy, thì nó tương đương với những gì mà Đàm Vĩnh Hưng vi phạm khi mặc cái bộ trang phục lạ cùng với đeo cái huy hiệu lạ. Như vậy là cái mức phạt đã quá xứng đáng rồi. Thưa cô chú anh chị và các bạn, còn là về vấn đề tại sao không cấm sóng vĩnh viễn ấy, thì ở trong cái lần vi phạm này nó tương đương mức phạt đó. Đấy. Tổng hết tất cả các lần cô chú anh chị và các bạn muốn cấm sóng, nhưng mà trong cái lần mặc cái bộ trang phục lạ và đeo cái huy hiệu lạ này thì nó tương ứng với 27,5 triệu đồng cùng với cấm sóng 9 tháng. Như vậy là chuẩn rồi, cơ quan chức năng làm việc công tâm với cô chú anh chị ạ. Còn sau đó nếu như mà Đàm Vĩnh Hưng cố tình vi phạm này, vẫn cố tình biểu diễn ở nước ngoài chẳng hạn, thì có thể bị cấm sóng vĩnh viễn chẳng hạn. Nhưng mà được cái Đàm Vĩnh Hưng cũng biết sợ rồi, cũng bật khóc trước khán giả và biết sợ rồi cô chú anh ạ. Bị sợ sợ chạy té rồi, bật khóc trước khán giả rồi. Thì Đàm Vĩnh Hưng sẽ không biểu diễn ở nước ngoài đâu, sẽ sắp tới là quay trở về Việt Nam đấy. Đàm Vĩnh Hưng nói như vậy, còn thực tế như nào không biết. Còn hiện tại thì Đàm Vĩnh Hưng sẽ không tiếp tục diễn tại nước ngoài đâu. Thì có lẽ là về cái việc phong sát vĩnh viễn Đàm Vĩnh Hưng thì còn tùy thuộc vào hành động Đàm Vĩnh Hưng sắp tới. Nếu như mà Đàm Vĩnh Hưng về Việt Nam này và không biểu diễn nước ngoài nữa thì sẽ không bị cấm sóng vĩnh viễn đâu. Còn là ai cũng muốn cấm sóng vĩnh viễn sau rất nhiều chiêu trò của Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà trong cái lần phạt này nó phải tương đương với cái sai phạm của Đàm Vĩnh Hưng là mặc cái bộ trang phục và đeo cái huy hiệu lại. Nên cô chú anh chị yên tâm, với những cái chiêu trò của Đàm Vĩnh Hưng không sớm thì muộn bị cấm sóng. Nếu như Đàm Vĩnh Hưng không tỉnh ngộ, không nhận ra cái con đường làm nghề một cách đúng đắn, đừng có giật tít câu view, đừng có tuyên truyền những cái tư tưởng phản động ấy, thì sẽ còn đất sống ở Việt Nam. Còn nếu như mà cái kiểu mà tuyên truyền những cái vớ vẩn ấy, người dân lên án là kiểu gì bị cấm sóng đấy, còn tùy thuộc vào Đàm Vĩnh Hưng thôi. Còn nếu như mà Đàm Vĩnh Hưng biết thấy là pháp luật rắn rồi, cô chú anh chị khán giả rắn như thế này thì cũng phải biết đường chứ, đúng không ạ? Chứ còn cứ quá thì cấm sóng thôi. Sữa tắm cô chú anh chị nhé, cô chú anh chị nào cần sữa tắm thì có thể mua ủng hộ Phúc nha. Đây là sữa tắm On này, dung tích là 900ml này. Sữa tắm On nhẹ nhàng làm sạch da với bột kem mịn, duy trì độ ẩm cho làn da, và hương thơm ngọt ngào của hoa diễn vi cùng với hương hoa hồng nồng nàn quyến rũ. Và công dụng sẽ làm sạch bụi bẩn ở trên da này, làm sạch bã nhờn ở trên da và lỗ chân lông này, loại bỏ tế bào da chết, làm mờ vết thâm, chống lão hóa, đồng thời cung cấp độ ẩm cho da. Tắm xong cái sữa tắm này, đặc biệt là cô chú anh chị và bạn sẽ không bị nhờn da, cô chú anh chị nhé. Tắm cái sữa tắm này sẽ không bị nhờn da, tắm xong là da khô ráo này, sạch sẽ. Nó đặc biệt cái sữa tắm này sẽ ngăn ngừa mụn nhọt ở trên da nữa. Mùa hè này mà ai hay bị mụn nhọt mẩn ngứa thì tắm cái sữa tắm này nó sẽ giảm đi đáng kể và nó phòng ngừa mụn nhọt, cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt là cái hương hoa, những cái hương hoa này nó sẽ thư giãn sau một ngày làm việc. Khi mua một chai sữa tắm nước hoa 195.000, cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh trị giá 50.000, cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị có thể bấm vào giỏ hàng, bấm vào nút mua, hoặc là có thể để lại để cho Phúc alo cô chú anh chị nhé. Về chủ đề Đàm Vĩnh Hưng thì thực sự là những ngày hôm nay đang rất là hot hit với cái chủ đề Đàm Vĩnh Hưng. Bởi vì là Đàm Vĩnh Hưng là một người rất là chiêu trò, đặc biệt là trong cái vấn đề kêu gọi từ thiện thì đến bây giờ anh Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa đưa được sao kê, kỳ lạ thật. Tiền thì tiền kêu gọi của thiên hạ, tiền thì kêu gọi của dân chúng, tiền thì là tiền của chung. Nhưng mà với cái anh Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi xong vào tài khoản của anh ấy là anh ấy làm như là tiền của anh ấy không có sao kê gì cả. Còn nếu như mà
Có những fan hâm mộ của Đàm Vĩnh Hưng cho rằng là cái việc Đàm Vĩnh Hưng không sao kê là không sao, bởi vì anh đã bị bắt đâu, anh có bị vào tù đâu, anh ấy có bị xử phạt đâu mà bảo anh ấy sai. Thì hãy nhớ một điều rằng cái nghị định 93 ấy, nghị định 93 ra đời sau những cái sai phạm của Đàm Vĩnh Hưng. Và chỉ cần đọc nghị định 93 thôi thì chúng ta có thể thấy một điều rằng là đọc nghị định 93 chúng ta có thể thấy một điều rằng nghị định 93 được xây dựng nên tại sao lại chặt chẽ, tại sao lại chắc chắn như vậy? Bởi vì nghị định 93 được xây dựng nên từ chính những cái sai phạm của những người nghệ sĩ trong cái việc kêu gọi tiền từ thiện. Vì vậy nên là sau khi những người nghệ sĩ này là họ vi phạm trước khi nghị định 93 ra đời. Nghị định 93 được xây dựng nên dựa trên cơ sở những sai phạm của những người nghệ sĩ này. Vì vậy nên là thưa cô chú anh chị và các bạn, làm sao mà bắt được họ ở trên pháp luật? Họ đã lọt lưới được pháp luật, họ đã lách luật giỏi lắm. Đấy, rồi là từ khi cái nghị định 93 ra đời có nghệ sĩ nào dám đi kêu gọi từ thiện đâu. Từ Hoài Linh, từ Đàm Vĩnh Hưng, từ Trấn Thành, từ Thủy Tiên có ai kêu gọi từ thiện nữa đâu. Đấy, đủ để chúng ta thấy một điều rằng nghị định 93 nó xây dựng hết từ nên những cái sai phạm của các nghệ sĩ. Thì các nghệ sĩ làm sao mà dám ho he gì làm. Làm nói thẳng là bây giờ nếu mà làm từ thiện là nó không có lãi. Làm từ thiện bây giờ nó không có lãi. Thì bây giờ thưa cô chú anh chị và các bạn, anh Đàm Vĩnh Hưng anh bị cấm sóng rồi. Anh bị cấm sóng toàn diện. Đấy, không được là tổ chức những cái buổi ca nhạc biểu diễn, cũng không được ra nước ngoài diễn, cũng không được là tạo ra những cái sản phẩm để mà đăng lên trên mạng xã hội như thế này. Đấy, ở trên TikTok chẳng hạn là không được tạo ra những sản phẩm đăng lên. Anh ấy chỉ còn một con đường thôi là anh có thể quay trở về nghề cũ của anh ấy là nghề cắt tóc. Đấy, về nghề cắt tóc thì anh em rất hoan nghênh, bởi vì là biết đâu anh Đàm Vĩnh Hưng là một tay kéo vàng trong cái làng cắt tóc. Chúng ta lại bỏ lỡ một nhân tài, anh ấy quay về làm cái nghề cũ thì chúng ta sẽ ủng hộ thôi, không có gì cả. Nghề cắt tóc cũng là một nghề chính đáng trong xã hội, anh ấy quay lại nghề đấy thì cũng được. Và hoặc là anh Đàm Vĩnh Hưng có thể quay lại một cái nghề nữa là cái nghề kêu gọi từ thiện cũng được. Đấy, anh Đàm Vĩnh Hưng có thể quay lại nghề kêu gọi từ thiện cũng tốt. Biết đâu chúng ta lại có thêm một người kêu gọi từ thiện một cách công minh liêm chính thì sao? Đấy, vì vậy là bây giờ 9 tháng tiếp theo là anh Đàm Vĩnh Hưng anh nhàn lắm. Hy vọng là anh ấy có thể làm được mấy tăng kêu gọi từ thiện. Nhưng mà chắc chắn rồi, bây giờ kêu gọi từ thiện là không có lãi đâu. Đây, trên tay Phúc là một cân táo đỏ nhé. Một cân táo đỏ là nét luôn cô chú anh chị ạ. Cân táo đỏ chuẩn luôn, không tính hộp đâu. Tính cả hộp là 1 cân 3, còn nguyên táo là 1 cân. Mọi người cứ lấy cái gói này mọi người cân là chuẩn 1 cân luôn. Táo đỏ này là nấu chè này, trưng yến này và có thể ăn liền. Và một hộp táo đỏ này thì sẽ là 165.000 một cân của chú anh chị nhá. 165.000 một cân và tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 của chú anh chị nhá. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, trước cái thông tin cấm sóng thì anh Đàm Vĩnh Hưng anh ấy đã bật khóc rất là to. Anh ấy khóc rất là to của chú anh chị ạ, bật khóc nức nở trước những khán giả ở Mỹ. Thực ra thì cái buổi đó anh ấy quay thì khán giả cũng chả có mấy đâu. Anh ấy khóc, anh ấy bật khóc trước vòng tay yêu thương của khán giả bên Mỹ. Và vậy thì các khán giả ở Việt Nam nhìn vào thì có những cái suy nghĩ như thế nào về cái việc anh Đàm Vĩnh Hưng bị cấm sóng? Thì ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mời cô chú anh chị và các bạn đến với một số bình luận khi mà khán giả nghe thấy anh Đàm Vĩnh Hưng bật khóc khi bị cấm sóng nhỉ. Ở đây thì Phúc Tài Chính đã chụp lại một số comment của các cô chú. Thì Phúc Tài Chính sẽ đọc cho cô chú anh chị cùng nghe xem là khán giả nói gì, bày tỏ những cái suy nghĩ gì khi mà Đàm Vĩnh Hưng bị cấm sóng nhá. Một khán giả kênh Phúc Tài Chính có nói rằng: Đàm Vĩnh Hưng nó đã biết nó sai ở đâu và sai chỗ nào đâu. Cái này nó còn đang cố tình lươn lẹo và vẫn mang tính ngạo mạn và cố tình làm cho đám fan hiểu sai ý về quyết định của Sở Văn hóa và của thành phố Hồ Chí Minh. Rồi sau đó fan của Đàm lại lên nói bậy nha, không đơn giản đâu, nó vẫn láo. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, cái việc mà Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã phạt Đàm Vĩnh Hưng 27,5 triệu đồng cùng với đó là lệnh cấm sóng 9 tháng thì cái hình phạt này rất là xứng đáng với Đàm Vĩnh Hưng sau rất nhiều lùm xùm mà Đàm Vĩnh Hưng đã tạo ra. Trong cái ngày mà cả nước kỷ niệm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì Đàm Vĩnh Hưng lại đi truyền bá những cái tư tưởng sai trái, lợi dụng vào cái show riêng của mình để truyền bá những tư tưởng sai trái. Và như vậy Đàm Vĩnh Hưng đã bị phạt 27,5 triệu đồng cùng với đó là cấm sóng 9 tháng. Mà khi nhận cái lệnh phạt này thì Đàm Vĩnh Hưng sang ở bên Mỹ khóc lóc của chú anh chị ạ.
hình phạt xứng đáng quá làm gì nữa, có chơi có chịu đúng không? Đàm Vĩnh Hưng luôn thể hiện mình là một người chất chơi đấy, một người chất chơi thì bây giờ có chơi có chịu, ông làm sai ông phải nhận chứ sao đi khóc lóc. Khóc lóc này nó lại, cô chú anh chị nói rất đúng, Đàm Vĩnh Hưng khóc lóc thế này có khi lại làm cho fan hiểu sai ý thì sao, lại đi lên án chính quyền Việt Nam với cái quyết định xử phạt này thì sao. Đó, đó là cái comment đầu tiên của chú anh chị nha. Tiếp theo là cái comment thứ hai từ kênh khán giả của Phúc Tài Chính, có nói bình luận về cái giọt nước mắt của Đàm Vĩnh Hưng khi bị cấm sóng. Đó chính là không cho thằng Đàm này về Việt Nam nữa, cho đỡ ô nhiễm môi trường, nó láo toét không chấp nhận được. Khán giả rất bức xúc với Đàm Vĩnh Hưng của chú anh chị ạ, cực kỳ bức xúc với Đàm Vĩnh Hưng. Khán giả cực kỳ bức xúc với Đàm Vĩnh Hưng. Đây khán giả nói là không cho thằng Đàm Vĩnh Hưng này về Việt Nam nữa, nó láo toét không thể chấp nhận được. Rõ ràng là rất láo toét trong cái ngày đất nước hướng tới kỷ niệm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, rồi là kỷ niệm ngày sinh nhật Bác nữa, Đàm Vĩnh Hưng bê nguyên cái bộ trang phục lạ cùng với cái huy hiệu sặc mùi phản động như thế này, làm cho bao nhiêu cô chú anh chị và các bạn cảm thấy rất bức xúc. Và Đàm Vĩnh Hưng nhận cái hình phạt đã rất thích đáng của chú anh chị ạ. Trên đây Phúc đăng là kẹo hồng sâm Hàn Quốc, là một món ăn vặt rất là bổ dưỡng, kết hợp với tinh chất hồng sâm và vitamin C cũng như các sản phẩm bánh kẹo khác, thì kẹo hồng sâm ăn rất là thơm ngon, bổ dưỡng và giàu chất dinh dưỡng. Kẹo được chiết xuất từ hồng sâm này, được đánh giá cao về dược tính. Đây là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai mà muốn thay thế cái loại kẹo truyền thống bình thường. Thì có tác dụng là bồi bổ cơ thể này, hạn chế sự lão hóa, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt trong cái thời tiết mà nó nóng bức như thế này này, cô chú anh chị và các bạn khi nào mệt thì có thể ngậm kẹo sâm nhé. Hoặc là đi đường, đi tàu, đi xe thì có thể để sẵn mấy cái kẹo sâm ở trong người, khi nào mệt thì có thể ngậm để lấy lại sức khỏe. Bình thường một gói kẹo sâm là 50.000, khi cô chú anh chị và các bạn mua 2 gói thì sẽ là 90.000 cô chú anh chị nhé. Kẹo sâm chuẩn Samsung Hàn Quốc này, khi mua 2 gói thì sẽ là 90.000, và khi mua 2 gói cô chú anh chị sẽ được tặng ngay 1 gói của chú anh chị nhé. 90.000 cho 2 gói kẹo sâm tặng 1 gói, mọi người có thể bấm vào giỏ hàng, bấm vào nút mua nhé. Chỉ với 90.000 sẽ có ngay 3 gói kẹo sâm, một cái deal rất là hời. Có một cô chú anh chị comment về bình luận về cái giọt nước mắt của Đàm Vĩnh Hưng đấy. Liệu rằng giọt nước mắt của Đàm Vĩnh Hưng có lấy được cái sự thương cảm từ khán giả Việt Nam hay không? Thì có một cô chú anh chị comment rằng ăn cơm cộng sản nhưng ca hát lại phản cộng sản. Ăn cơm cộng sản nhưng ca hát lại phản cộng sản. Đàm Vĩnh Hưng đã từng lên trên một cái đoạn phỏng vấn mà Phúc Tài Chính nghĩ là phỏng vấn ở nước ngoài thôi, chứ không bao giờ có chuyện phỏng vấn ở Việt Nam như thế đâu. Thì Đàm Vĩnh Hưng đã nói rằng là Đàm Vĩnh Hưng gọi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là thằng, rồi là tự nhận con của một cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Rồi Đàm Vĩnh Hưng nói rằng là sẵn sàng hát những cái bài hát mà Việt Nam cấm. Ai đời lại đi một người nghệ sĩ kiếm tiền trên đất nước Việt Nam lại đi lên trên sóng nói rằng là sẵn sàng hát những cái bài hát mà Việt Nam cấm là thế nào? Đâu cô chú anh chị, không thể nào chấp nhận những kiểu ấy được, lại đi lên nói là sẵn sàng hát bài hát Việt Nam cấm. Nên là cô chú anh chị này comment rất là chuẩn luôn. Cô chú anh chị nói rằng là ăn cơm cộng sản nhưng ca hát lại phản cộng sản. Chúng ta đang được sống dưới một đất nước cực kỳ là yên bình, mà bây giờ Đàm Vĩnh Hưng thì sao? Đàm Vĩnh Hưng rõ ràng là kiếm tiền trên đất nước Việt Nam. Kiếm tiền trên đất nước Việt Nam, cô chú anh chị ạ. Đàm Vĩnh Hưng kiếm tiền trên đất nước Việt Nam này chứ không phải kiếm tiền bên Mỹ đâu. Thỉnh thoảng có một vài show sang Mỹ hát thôi, chứ chủ yếu là kiếm tiền đất nước Việt Nam. Livestream bán hàng Tết toàn bán hàng cho người dân Việt Nam. Vậy mà Đàm Vĩnh Hưng lại không biết trân trọng của chú anh chị ạ. Không biết trân trọng. Trong cái ngày mà Tổ quốc hướng tới kỷ niệm 30 tháng 4 hào hùng lịch sử, thì Đàm Vĩnh Hưng lại đi mặc ngay cái bộ trang phục lạ với đeo huy hiệu lạ đầy sặc mùi phản động. Tại sao Đàm Vĩnh Hưng không mặc cái bộ áo bộ đội Cụ Hồ ấy lên ca hát, có phải là đi vào lòng người không? Hát những cái bài hát trong những cái ngày khí thế hào hùng 30 tháng 4 như thế. Nhưng mà Đàm Vĩnh Hưng tại sao không mặc quần áo bộ đội Cụ Hồ, có phải đẹp đẽ ngon lành không? Nhưng mà lại đi mặc ngay cái bộ đồ đúng kiểu phản quốc của chú anh chị ạ. Vì vậy nên là khán giả nói rằng ăn cơm cộng sản nhưng lại ca hát phản cộng sản. Thế thì người dân chúng tôi là không tiếc. Nói thẳng là người dân không tiếc, và người dân tẩy chay cũng là đúng thôi, không ngoan. Cũng có khán giả nói rằng là Đàm Vĩnh Hưng là nước mắt cá sấu của chú anh chị ạ. Không biết là cái những cái giọt nước mắt của Đàm Vĩnh Hưng khóc thì có làm cho người dân cảm thấy thương không, chứ nhiều cô chú anh chị
thấy cái giọt nước mắt của Đàm Vĩnh Hưng mà cảm thấy bức xúc hơn, tăng sông hơn, bởi vì nó không thật lòng. Nếu như thật lòng thì đã sao kê cho người dân, đúng không cô chú? Nếu như Đàm Vĩnh Hưng mà thật lòng thì đã sao kê cho người dân rồi. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, trước khi đến một cái comment tiếp theo thì mời cô chú anh chị và các bạn đến với một cái sản phẩm Phúc Tài Chính giới thiệu nha. Đó chính là cặp dầu gội xả Micen Hàn Quốc nhé. Cô chú anh chị nào đang cần dầu gội, dầu xả thì có thể mua ủng hộ cho Phúc nha. Cặp dầu gội xả Micen Hàn Quốc có một cái đặc điểm là rất là mượt luôn, cực kỳ mượt và phục hồi nhanh tóc hư tổn. Thì cặp dầu gội xả Micen Hàn Quốc chăm sóc tóc mềm mượt, không sơ rối ngay khi gội xả và luôn mềm mại, bóng mượt sau khi sấy khô. Và nó sẽ cung cấp dưỡng chất cho tóc này, phục hồi tóc hư tổn, chăm sóc tóc suôn mượt hoàn hảo. Và hương thơm là hương thơm của ngàn hoa của chú anh chị nhé. Và một cặp dầu gội xả này sẽ là 390.000. 390.000, và cô chú anh chị khi mà mua cặp dầu gội xả 390.000 này thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 của chú anh chị nhé. Sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000. 390.000 một cặp và sẽ được tặng ngay một dầu lạnh 50.000. Nhiều người cho rằng là giọt nước mắt của Đàm Vĩnh Hưng là giọt nước mắt cá sấu của chú anh chị ạ. Mọi người có tin vào cái giọt nước mắt của Đàm Vĩnh Hưng không? Và có một comment là không diễn ở Mỹ thiệt hại, chắc hơn 40 tỷ về Việt Nam chờ bà Hằng về đòi lại nha. Lần này thì Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn là đã bị thiệt hại rất là nhiều. Trong cái việc là cô Nguyễn Phương Hằng lên tiếng về câu chuyện khuất tất sao kê của Đàm Vĩnh Hưng, không chịu đưa ra sao kê, thì Đàm Vĩnh Hưng nói rằng là Đàm Vĩnh Hưng đã bị thiệt hại rất là nhiều và đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường đến 40 tỷ đồng. Đấy, vậy thì liệu rằng cái lần cấm sóng này thì Đàm Vĩnh Hưng có đi đòi bà Nguyễn Phương Hằng đền bù 40 tỷ nữa không? Đấy, rõ ràng là cái việc mà những người nghệ sĩ này bị người dân tẩy chay là do chính bản thân họ. Việc bà Nguyễn Phương Hằng nói là việc của bà Nguyễn Phương Hằng, còn cái việc mà giải trình sao kê giấy tờ với người dân là việc của các nghệ sĩ, nhưng mà họ không chịu sao kê giấy tờ. Cái việc mà giải trình ấy, cái việc giải trình giấy tờ là cái việc của những người nghệ sĩ với người dân, nó không liên quan gì đến bất kỳ ai, cho dù ai có nói, đấy là cái việc của họ thôi. Nhưng mà Đàm Vĩnh Hưng rõ ràng là nếu như mà Đàm Vĩnh Hưng trong sạch thì chắc chắn là Đàm Vĩnh Hưng sẽ không phải chịu nhiều những cái điều tiếng như vậy. Chẳng qua là Đàm Vĩnh Hưng không thể nào giải trình được cho người dân, nên là Đàm Vĩnh Hưng nhận được cái sự tẩy chay. Đến khi nhận được sự tẩy chay lại đi ăn vạ bà Nguyễn Phương Hằng thì cái điều đó là không hợp lý. Và lần này thì Đàm Vĩnh Hưng không thể ăn vạ được nữa rồi. Cái việc là bị phạt 27,5 triệu đồng cũng như là việc bị cấm sóng 9 tháng thì Đàm Vĩnh Hưng lần này không thể nào là có thể là ăn vạ ai được nữa, đúng không cô chú anh chị? Ăn vạ ai? Bây giờ đứng trước khán giả khóc thút thít vậy thôi chứ không thể nào ăn vạ ai. Chứ nếu ăn vạ được chắc là ăn vạ đấy. Thực ra là ban đầu là Đàm Vĩnh Hưng cũng giải trình theo kiểu ý đổ lỗi cho cái bên thiết kế, đổ lỗi cho cái người thiết kế cho Đàm Vĩnh Hưng ra cái bộ trang phục đấy, mà không ăn thua, không ăn thua. Có khán giả comment là bữa nay biết hạ mình bớt xuống rồi kìa. Đàm Vĩnh Hưng nói rằng là mình là hào quang rực rỡ đấy, mình là ông hoàng nhạc Việt. Nhưng mà cuối cùng là bây giờ ông hoàng đã bật khóc khuỵ gối, xin lỗi khán giả vì là không được hát quốc tế. Ui dồi ôi, Đàm Vĩnh Hưng đóng một cái vai nạn nhân tổn thương như vậy, liệu rằng cái hành động này là có khiến cho bọn phản động nó xuyên tạc về cái quyết định của nhà nước Việt Nam khi ra một cái lệnh cấm Đàm Vĩnh Hưng 9 tháng như vậy hay không? Có chơi có chịu chứ, đúng không? Xoái ca cơ mà. Hương Ruby Ruby chào em đẹp. Vâng, em cảm ơn chị Hương nhiều nha. Và cũng có khán giả nói rằng là Đàm Vĩnh Hưng nổ, bởi vì trong cái show diễn quốc tế mà anh ấy đăng lên ấy, có mấy chục người, đừng có nhúm người mà, đừng có nhúm người thôi mà anh ấy bảo là đi diễn quốc tế. Khán giả bảo làm hàng thôi, toàn ghế trống phía sau kìa, đúng là nổ. Cuộc sống này nhiều người nổ lắm cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là có khán giả Tina Bùi này cũng comment rất là hay. Chị nói rằng là đờm này ngộ nhen, đối với những người dân bên Việt Nam thì nó chửi là cờ hó. Đàm Vĩnh Hưng đã từng chửi khán giả Việt Nam đấy. Rồi nào không rõ ràng về tiền từ thiện nhưng có bao giờ xin lỗi đâu. Riêng cái câu chuyện vấn đề từ thiện là Đàm Vĩnh Hưng chưa hề xin lỗi của chúng anh chị ạ. Đàm Vĩnh Hưng chưa hề xin lỗi về câu chuyện từ thiện, chưa hề xin lỗi người dân. Đứng lên kêu gọi một cách công khai minh bạch ở trên trang như vậy, rất nhiều mạnh thường quân gửi tiền vào nhưng không hề có một cái giấy tờ nào giải trình cả.
mà lại cũng không có một lời xin lỗi nào. Nhưng mà bị cấm sóng thì không hát được, thì chạy sang nước Mỹ khóc lóc. Tại sao mà Đàm Vĩnh Hưng có lỗi với người dân như vậy nhưng mà lại không xin lỗi? Đấy, quý vị có biết tại sao không? Tại không hát mà không trả lại tiền vé nên xin lỗi trừ tiền đó em. Chị khán giả này comment rất là hay, chị nói là tại sao mà Đàm Vĩnh Hưng sau rất nhiều cái vụ việc không lên xin lỗi người dân, không quỵ gối, ví dụ như cái tiền từ thiện chẳng hạn, không quỵ gối khóc lóc để mà xin lỗi người dân vì không đưa được giấy tờ đi thì không khóc. Nhưng mà tại sao mà sang cái show này lại quỳ gối xin lỗi? Cũng bởi vì là không muốn trả lại tiền vé đấy, không muốn trả lại tiền vé nên là vẫn muốn nhận tiền, nên là xin lỗi để cho người ta khỏi đòi lại tiền. Có một comment nữa là cộng đồng mạng rất mong cơ quan nhà nước cấm hát vĩnh viễn luôn. Nếu như mà Việt Nam mà phong sát một người nghệ sĩ, cấm sóng một người nghệ sĩ vĩnh viễn ấy, thì thực sự đó là một cái chấn động trong cái giới giải trí, cũng là một cái phải nói là bản án treo trên đầu tất cả những người nghệ sĩ bận, sẽ là những cái lời cảnh báo đanh thép từ chính quyền, từ triều đình để cho những người nghệ sĩ bận này phải biết chỉnh đốn lại, chứ không là cực kỳ là nhố nhằng. Vì vậy nên rất nhiều cô chú anh chị và các bạn đều comment là phong sát cấm sóng vĩnh viễn Đàm Vĩnh Hưng. Bản thân Phúc Tài Chính thì cũng rất là muốn, tuy nhiên thì với cái mức phạt 27,5 triệu đồng cùng với cấm sóng 9 tháng là nó ứng với cái sai phạm của Đàm Vĩnh Hưng, vi phạm về biểu diễn là mặc cái bộ trang phục lạ cùng với đeo huy hiệu lạ, nó tương đương với cái lần đó. Còn về sau mà Đàm Vĩnh Hưng không biết rút kinh nghiệm, vẫn có cái tư tưởng kiểu sắc mùi phản động thì hãy cứ cẩn thận, rồi đến lúc sẽ bị cấm sóng. Tiếp theo thì Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu cô chú anh chị trên tay Phúc là táo đỏ cô chú anh chị nha, 165.000 một cân. Và khi cô chú anh chị mua một cân thì sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nha. Tiếp theo thì Phúc Tài Chính sẽ đến với một số comment đấy nha. Nhiều cô chú anh chị comment buồn cười, đọc cười đau cả ruột. Tiếp theo là một comment mà cô chú nói rằng là đáng lẽ phải cấm sóng vĩnh viễn thằng Đàm phản động này. Anh Đàm Vĩnh Hưng đã phát ngôn những cái gì, làm những cái gì mà khán giả nào cũng nghĩ anh là phản động đấy. Một người nghĩ thì còn bảo người ta thế này thế kia chứ, người nào cũng nghĩ thì có khi thật. Bởi vì anh ấy từng lên trên sóng, anh ấy nhận anh ấy là con của cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa rồi, anh ấy có vẻ rất vênh váo nói rằng sẵn sàng hát những cái bài hát Việt Nam cấm. Ui giời ơi, giờ anh lên anh phát biểu lại hộ em cái. Đời là vậy, cái giá phải chịu nhận án, tội ngông nghênh vênh váo nghĩ mình là nhất, ngáo ảo tưởng rất xứng đáng. Những người nghệ sĩ này được nhận được cái tình yêu thương của người dân nhưng mà cuối cùng người ta ảo tưởng, cô chú anh chị ạ. Người ta lại cứ tưởng mình là vương là tướng, ngồi lên đầu người dân, mình là hào quang rực rỡ, mình là ông hoàng nhạc Việt. Ai tôn anh Đàm Vĩnh Hưng là ông nhà hoàng nhạc Việt, toàn là tự nhận chứ làm gì có ai tôn vào đây. Nhưng bây giờ là nhận một cái án phạt này là xứng đáng rồi, khán giả tẩy chay là xứng đáng rồi, chuẩn rồi. Rồi thưa cô chú anh chị và các bạn, sau khi cấm sóng khoảng 9 tháng ấy, rồi là các kênh không lên, rồi là thương hiệu nó đi xuống mà. Ngay cả những cái kênh TikTok này, các kênh YouTube, Phở Bò, các kênh đấy mà không lên bài thường xuyên là nó cũng bị giảm tương tác à. Thiệt hại nhiều lắm. Có khán giả comment là vùng đất cấm sao kỳ vậy đờm. Từ trước tới nay Đàm Vĩnh Hưng nói là mình là vùng đất cấm. Nhưng bây giờ đúng là anh ấy cũng nói thật mọi người ạ. Chúng ta có khi trách lầm anh ấy nói là vùng đất cấm, là anh ấy đã dự đoán trước anh bị cấm sóng rồi. Vùng đất cấm có khi cấm mãi ấy, cấm nhiều ấy, cấm suốt đấy chứ. Cấm lâu lâu tí yên ổn, chứ không là vào những cái ngày kỷ niệm nó bắt đầu chúng nó lại làm trò của chú anh chị ạ. Cứ những cái ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước mà chúng nó bắt đầu làm trò, cấm thì cấm hẳn luôn đi. Những cái ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước là chúng ta phải nhớ về, nhớ ơn ông cha, cảm thấy háo hức khi mà cảm thấy vui tươi khi mà đất nước Việt Nam hòa bình, chúng ta sống trong một nền hòa bình độc lập dân tộc. Vậy chứ không phải là cái cảm giác tăng sông khi mà thấy Đàm Vĩnh Hưng làm những cái trò lố ở trên mạng. Tiếp theo là cháu sẽ giới thiệu một cái sản phẩm, đó chính là dầu gội đen tóc nha cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị nào mà tóc đang có những cái sợi điểm bạc mà muốn nhuộm đen tóc lại thì có thể sử dụng cái sản phẩm này nhé. Đây là dầu gội thảo dược đen tóc này, gồm những phần thành phần đều là
là thiên nhiên, thuộc hà thủ ô này, nhân sâm này. Thì thưa cô chú anh chị và các bạn, cái dầu gội này cô chú anh chị gội này theo đúng công thức mà Phương Tài Chính hướng dẫn nhé. Phương Tài Chính có gửi công thức thì là sẽ đen ngay trong lần đầu tiên khi mà gội, đen luôn cô chú anh chị nhé. Khi mà mình làm ướt tóc này, mình lấy cái dầu gội này mình xoa với tóc này, làm sao xoa nó massage vào những cái chỗ mà mình muốn đen tóc, massage đó sau đó để 20 phút xả lại với nước sạch là nó sẽ đen. Bố Phương Tài Chính đã làm rồi nên là rất tự tin để quảng cáo, không chém gió luôn, không chém gió. Và một giây này nó sẽ là 10 gói và sẽ là 58.000 của chú anh chị nhé, 58.000 một giây. Và khi mà mua một giây sẽ được tặng ngay một gói, mua một giây 10 gói 58.000 sẽ được tặng ngay một gói. Anh chị và các bạn, đó chính là An Cung hộp gỗ nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 60 viên. Và khi mở ra thì một cái hộp gỗ An Cung 60 viên sẽ như thế này. Trên tay Phúc đang là một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, được bào chế hoàn toàn từ những loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm, thành phần chính là củ hoài sơn, cam thảo, mật ong, ngoài ra còn có rễ xài hồ, bồ hoàng, phục linh, xạ hương xuyên khung. Công dụng là sẽ hỗ trợ lưu thông máu này, làm giảm đau đầu, thiếu máu não, tác động mạch vành. Hộp An Cung hộp gỗ 60 viên này thì sẽ làm giảm suy nhược thần kinh, hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não và xuất huyết não, và phục hồi hệ thần kinh cho người bị tai biến mạch máu não, giúp cho bệnh nhân tai biến đi lại dễ dàng, giảm triệu chứng tim đập nhanh, hô hấp khó, rối loạn thần kinh và giúp cơ thể khỏe mạnh. Thì rất nhiều cô chú anh chị đã mua cái hộp An Cung từ bên Phúc và đều phản hồi rất là tốt. Và ngày hôm nay thì có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 880.000 thôi. Bên cạnh đấy thì cô chú anh chị sẽ có hai quà tặng, đó chính là sẽ được tặng một tuýp dầu nóng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 120.000, và sẽ được tặng luôn một kẹo sâm với giá là 45.000 nữa. Cô chú anh chị và các bạn cần mua thì có thể liên hệ ngay với Phúc qua số điện thoại 0374 590012 nha. Phúc Tài Chính sẽ hỗ trợ ngay cô chú anh chị lập tức ạ. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn cao hồng sâm 365 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái lọ này ra để cô chú anh chị và các bạn xem nhé. Đây là một dạng sâm khác, là dạng cao sâm cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên trong một hộp cao sâm đó sẽ gồm hai lọ sâm như thế này. Và cao sâm này sẽ giúp bổ sung dưỡng chất, bao gồm nhiều vitamin, axit amin, chất khoáng và các yếu tố vi lượng bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực này, nâng cao sức đề kháng, miễn dịch, phòng ngừa bệnh. Và ở đây sẽ là dạng cao cô đặc sệt sệt màu cánh gián. Và cao sâm này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, bổ khí huyết, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch. Đặc biệt là sẽ giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc và bồi bổ, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư, tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa giảm viêm loét dạ dày cô chú anh chị và các bạn nhé. Và đặc biệt là cái hộp này thiết kế là cực kỳ là sang trọng, cô chú anh chị và các bạn có thể đem đi biếu tặng, cực kỳ là sang và mang lại sức khỏe cho người được tặng nữa. Bên trong hộp cao sâm này sẽ có một cái thìa để cô chú anh chị và các bạn múc cao sâm này ra. Và với một lọ cao sâm này thì sẽ là 240g cô chú anh chị nhé. Hai lọ sẽ là 480g. Và cao hồng sâm cô đặc này là đều là 6 năm tuổi. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua cao hồng sâm 365 Hàn Quốc, sâm 6 năm tuổi, hộp 240g với giá là 625.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo thì Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một dòng sâm cao cấp bên Phúc Tài Chính, đó chính là hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300g với 10 củ lớn. Và sâm khô nguyên củ hộp thiếc Hàn Quốc được chế biến từ củ hồng sâm 6 năm tuổi là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc, không chỉ mang tới hương vị thơm ngon, dễ dùng mà còn có tác dụng bồi bổ và chăm sóc sức khỏe rất tốt cho cơ thể.
đặc biệt là với cô chú anh chị đã có tuổi, và thành phần là hoàn toàn từ hồng sâm khô 6 năm tuổi. Và ở trong đây có tất cả là 300g hồng sâm khô hộp thiếc với 10 củ sâm khô, cô chú anh chị và các bạn nhé. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp sâm này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là hộp thiếc này. Và mở, chúng ta sẽ mở ở cái nắp như thế này. Và đây là hộp thiếc, và khi mà mở cái hộp sâm này thì cô chú anh chị và các bạn lưu ý cho Phúc Tài Chính là cẩn thận, không là cái chỗ này nó sẽ làm đứt tay cô chú anh chị và các bạn nhé. Bởi vì nó bọc rất là chắc chắn. Thì bên trong nó sẽ sâm khô hộp thiếc, khi mở ra nó sẽ là một lớp như thế này, cực kỳ là chất lượng. Phúc Tài Chính sẽ mở ra cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây, như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, bên trong chính là một hộp gỗ được đóng bọc rất cẩn thận như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn bên trong là những củ hồng sâm khô như thế này. Và đây là sâm 6 năm tuổi, và tổng cộng sẽ là 300g, là 10 củ lớn cô chú anh chị nhé. Đây là một dòng sâm cao cấp. Màu sắc mùi vị của loại hồng sâm củ 6 năm tuổi này là màu nâu vàng, mùi thơm vị đặc trưng của hồng sâm khô. Và với hồng sâm khô 6 năm tuổi cao cấp này sẽ giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe, giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, giảm xơ vữa động mạch, hạn chế sự lão hóa và làm đẹp da, giảm stress này, hỗ trợ suy nhược thần kinh. Và cô chú anh chị nếu như mệt mỏi cần bồi bổ sức khỏe, người mới ốm dậy hay là người cao tuổi thì rất thích hợp dùng những cái sâm khô như thế này. Và cái sâm khô này chắc chắn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn biết, đó chính là hoàn toàn có thể ngâm rượu và rất tốt cho sức khỏe. Cái này chắc là các chú rất là thích đây. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, với một hộp là 300g và với 10 củ lớn thì với giá là 1.550.000 đồng. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012. Và đặc biệt khi mua hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300g với 10 củ lớn như thế này thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ nữa. Thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính gửi cái deal hời này đến với cô chú anh chị và các bạn nhé. Tiếp theo, Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn kẹo hồng sâm không đường Samsung Hàn Quốc. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là thương hiệu Samsung rất là nổi tiếng, và đây là loại kẹo cao cấp, chất lượng, thơm ngon, bổ dưỡng. Kẹo hồng sâm không đường Samsung Hàn Quốc là loại kẹo giúp cho người bị tiểu đường dùng mà không ảnh hưởng tới sức khỏe, giúp thư giãn, thoải mái tinh thần, giảm stress và bớt mệt mỏi. Với trẻ em dùng để phát triển trí não và tăng cường trí nhớ, tăng cường sinh lực, bồi bổ cơ thể. Và trong gói kẹo hồng sâm không đường này thì gồm thành phần là cao hồng sâm, vitamin. Và trong một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể dùng 3 đến 4 viên, vừa thơm ngon bổ dưỡng mà lại tốt cho sức khỏe nữa. Và đặc biệt là cô chú anh chị nào bị tiểu đường thì có thể dùng được cái loại kẹo này nha. Và một gói kẹo hồng sâm không đường Samsung Hàn Quốc thì rất là lớn, và ở đây sẽ là 500g cô chú anh chị và các bạn nhé. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua hai gói kẹo sâm không đường Samsung Hàn Quốc với giá là 195.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal hời này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Cô chú anh chị và các bạn, đây chính là kẹo hồng sâm Hàn Quốc. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc một gói này sẽ là 200g nhá cô chú anh chị nhá. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc là một trong những món ăn vặt bổ dưỡng với sự kết hợp của tinh chất hồng sâm Hàn Quốc và vitamin C. Cũng như các sản phẩm bánh kẹo khác thì kẹo hồng sâm không chỉ ngon miệng bổ dưỡng mà giúp chúng ta có một cái hơi thở thơm tho của hồng sâm rất là the mát. Và kẹo được chiết xuất từ hồng sâm này được đánh giá cao về dược tính. Đây là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai mà muốn thay thế các loại kẹo truyền thống, vừa ăn ngon mà lại bổ dưỡng nữa. Có tác dụng là bồi bổ cơ thể này, hạn chế cái sự lão hóa, tăng sức đề kháng, tăng khả năng hoạt động của não bộ, chống mệt mỏi và giảm stress. Và
Kẹo này có một cái hương vị sâm rất là độc đáo, rất tốt cho sức khỏe và đem lại cái cảm giác khỏe khoắn và sảng khoái cho cơ thể. Ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính có một cái combo rất là hời đối với cái kẹo hồng sâm này, mà mua hai kẹo hồng sâm với giá là 90.000 thì sẽ được tặng một kẹo hồng sâm với giá là 45.000. Mua hai tặng một cô chú anh chị nhé. Một cô chú anh chị muốn mua có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha. Và đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hồng sâm KGC Hàn Quốc. Đây là loại trà sâm được rất nhiều người yêu thích. Là sản phẩm được chế biến dưới dạng trà cao cấp này, mang hương vị độc đáo và đặc trưng cho hồng sâm Hàn Quốc, với dạng bột hòa tan này, dễ dàng mang đi bất cứ đâu. Thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như nào nhé. Thì bên trong hộp trà này sẽ có tất cả là 100 gói như thế này, dạng bột hòa tan rất dễ dàng mang đi. Như cô chú anh chị nào mà đi tàu xe có thể mang những cái gói trà nho nhỏ này đi để uống ngậm trước khi lên xe thì sẽ rất là khỏe. Và công dụng của nó sẽ giúp bồi bổ cơ thể nhanh chóng, khiến cho người bị suy nhược, thể trạng kém hay đau ốm có thể là bồi bổ cơ thể và hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Tăng cường sức đề kháng này, giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tim mạch, cải thiện trí nhớ, làm đẹp da này, thải độc, bồi bổ cơ thể cho những người lớn tuổi. Và đối tượng sử dụng là những người cao tuổi này, mắc bệnh tim mạch và những ai mà đang làm việc quá sức và muốn hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Và cách sử dụng đó chính là một ngày thì sẽ dùng 2 lần, mỗi lần pha 2 cốc và dùng với nước ấm hay là nước lạnh là tùy thích. Và có thể thêm đường hoặc mật ong tùy khẩu vị. Nên dùng sau mỗi bữa ăn, lúc thư giãn để chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất. Và một hộp trà hồng sâm Hàn Quốc này sẽ nặng là 300g với 100 gói như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Vì là 100 gói nên sử dụng được rất là lâu cô chú anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua một hộp trà hồng sâm 300g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hãng KGC với giá 290.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi đến số 0374 590 012 để nhận được một cái deal rất là hời này nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính vẫn sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô chú anh chị và các bạn đừng ngần ngại gì cả, hãy gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal này nha. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị nhé. Và bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào. Và bên trong đó chính là một hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong như thế này. Và thành phần sẽ gồm có là nhân sâm 6 năm tuổi và mật ong rừng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và sản phẩm này dùng cho những ai làm việc căng thẳng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chơi thể thao quá sức và muốn tăng cường sức khỏe. Đặc biệt cô chú anh chị nào mà người mệt mệt mới ốm dậy thì có thể sử dụng những cái lát sâm tẩm mật ong này sẽ tăng cường sức khỏe và bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng. Và công dụng của hộp sâm thái lát tẩm mật ong này đó chính là bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, tăng cường trí nhớ, bổ máu, mát gan, bổ thận, giảm cholesterol này, phòng ngừa tiểu đường này. Bên cạnh đó sẽ là tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, kích thích ăn ngon miệng hơn. Đặc biệt là hộp hồng sâm lát tẩm mật ong này sẽ giúp cô chú anh chị và các bạn làm đẹp da, hạn chế lão hóa. Thì cách dùng là cô chú anh chị và các bạn ăn hoặc là ngậm trực tiếp vô cùng tiện lợi. Mỗi khi mà cô chú anh chị và các bạn mệt mỏi, căng thẳng, thiếu tỉnh táo thì có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này. Hay là những ngày mà di chuyển đường dài, làm việc vất vả, tàu xe cộ thì cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này để có thể lấy lại được sức khỏe, bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng nhất. Và để hỗ trợ sức khỏe thì một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm từ 2 đến 3 lát hồng sâm tẩm mật ong này. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một
hộp hồng sâm tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Với một cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị và các bạn nhé. Cái giá sẽ là 350.000 và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal rất là hời này, cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay đến số 0374 590 012. Phúc Tài Chính hỗ trợ gửi sản phẩm đến cô chú anh chị và các bạn một cách nhanh nhất nhé. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một sản phẩm rất là đẹp và bổ dưỡng, đó chính là mật ong sâm Hàn Quốc. Mật ong sâm Hàn Quốc với lọ là 580g thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Bên trong cái hộp này sẽ là một hũ mật ong sâm nặng 580g và được đặt trong một cái bình thủy tinh rất là an toàn cho sức khỏe như thế này. Và đây là sản phẩm được tinh luyện từ những củ sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc với quy trình tiên tiến, luôn được đảm bảo nghiêm ngặt những yêu cầu kỹ thuật. Sản phẩm này được coi là thực phẩm an toàn bổ dưỡng cho sức khỏe. Và trước khi lấy ra thì chúng ta sẽ khuấy đều và múc ra chén. Cô chú anh chị và các bạn có thể dùng trực tiếp hoặc là pha loãng ra với nước, dùng tốt nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và vào buổi trưa. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là những cái lát sâm được ngâm với mật ong. Và đây chính là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Và với hộp đựng sang trọng đẹp mắt như thế này thì đây cũng sẽ là một món quà rất tốt để đi biếu tặng trong dịp lễ Tết. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hũ mật ong sâm 580g với giá là 250.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm như thế này. Và để nhận được cái điều này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Ở đây sẽ có hộp tất cả là 30 gói như thế này cô chú anh chị nhá, và một gói sẽ là 70ml. Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào nhá. Và bên trong hộp hồng sâm chén Hàn Quốc thì được chia thành 6 hộp nhỏ như thế này và có tất cả là 30 gói 70ml như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và với nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ hồng sâm nguyên chất hảo hạng 6 năm tuổi, kết hợp với các loại thảo mộc thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe, cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người mới ốm dậy và những người cao tuổi. Và công dụng của nước hồng sâm chén Hàn Quốc là sẽ hỗ trợ sức khỏe ổn định, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, hồi phục cơ thể suy nhược, kém ăn, rụng tóc khó tiêu, hỗ trợ thải độc cơ thể, rất tốt cho những người làm việc trong môi trường không trong lành. Tăng cường sức đề kháng này, hỗ trợ tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung, đồng thời tăng sự trao đổi chất cho cơ thể khỏe mạnh. Thì cô chú anh chị nào mà sức khỏe yếu, làm việc vất vả quá sức hay là người mới ốm dậy thì khi mà uống cái sâm này sẽ tăng cường được sức khỏe để bồi bổ cơ thể sau những cái trận ốm. Và những cái sản phẩm sâm như thế này thì Phúc Tài Chính cũng rất là hay mua cho bố mẹ của Phúc Tài Chính uống, nên là Phúc Tài Chính mới thích bán cái sản phẩm như thế này. Thấy ở đây cái hộp này nó rất là lớn và nó sẽ nặng khoảng tầm khoảng là hơn 2 cân cơ. Chính vì vậy nên là đây cũng sẽ trở thành một cái món quà đi biếu rất là sang trọng và lịch sự. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời dành cho những cô chú anh chị mua cái nước hồng sâm chén Hàn Quốc này. Thì khi mua một hộp hồng sâm chén Hàn Quốc với giá là 415.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000. Và đặc biệt những cái đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính chắp bút viết cô chú anh chị và các bạn nhé. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với hộp là 120 viên. Và viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ lá thông đỏ có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm ở Hàn Quốc, hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan tới huyết áp này, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể. Và đặc biệt là điều trị các bệnh liên quan đến vấn đề tim mạch, tăng cường chức năng gan, ngăn ngừa hỗ trợ ngăn chặn một số loại khối u, gan, dạ dày, hỗ trợ rối loạn nội tiết tố, thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ tinh thần. Và những ai thì nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp 120 viên này, thì đó chính là những người lớn tuổi, này sức khỏe suy giảm, có nguy cơ mắc bệnh mỡ máu, tim mạch,
hay là những người gan thận hệ thần kinh suy giảm. Thì với những cô chú anh chị nào đang quan tâm về vấn đề sức khỏe thì viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này cũng là một sự lựa chọn mà rất nhiều cô chú anh chị và các bạn lựa chọn. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 120 viên này thì cái giá là 1.290.000 đồng và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 45.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé. Không chỉ thế, cô chú anh chị và các bạn còn được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những dấu ấn đặc biệt nhất trong drama lịch sử này. Bên trong này sẽ có tất cả là 10 chai nước hồng sâm và có củ sâm ở bên trong. Và mỗi một chai này thì sẽ là 120ml cô chú anh chị nhé. Nước hồng sâm Hàn Quốc 10 chai có củ sâm tươi là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay không chỉ trên thị trường Hàn Quốc mà còn có cả nhiều nơi trên thế giới nữa. Đây là cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị dinh dưỡng rất là cao, giúp ích cho sức khỏe. Và sản phẩm được làm từ hồng sâm cổ 6 năm tuổi, cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là bên trong này là có củ sâm nguyên chất này cô chú anh chị này. Và cái loại sâm này sẽ là sâm 6 năm tuổi cô chú anh chị nhé. Cái công dụng của nó thì sẽ là tăng thể trạng này, bổ sung năng lượng này, hạn chế lão hóa, mát gan, bổ phổi, cải thiện da và rất phù hợp với những người cao tuổi bị suy nhược hay là lao động nặng hoặc là những người mà chơi thể thao. Thì hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà mua một hộp 10 chai nước hồng sâm có củ với mỗi một chai là 120ml thì cái giá sẽ là 345.000. Cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Và cô chú anh chị muốn đặt mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng của chú anh chị nhé. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, hộp 10 chai cô chú anh chị nhé. Trong một hộp này sẽ có tất cả là 10 chai, mỗi chai 100ml như thế này. Và hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, một thương hiệu rất uy tín tại Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm và một số thảo dược quý của Hàn Quốc. Nước uống bổ sung năng lượng này, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người già, người lao động nặng nhọc và stress cao. Công dụng là sẽ giúp bổ dưỡng này, giải khát, tăng sức đề kháng, phục hồi thể lực nhanh chóng này, bổ gan, mát phổi, giảm mỡ máu, cải thiện tình trạng thiếu ngủ, hạn chế lão hóa, tăng đàn hồi của da trẻ lên và kéo dài tuổi thọ. Và có rất nhiều công dụng trong một chai nước sâm này thì cô chú anh chị nào bị ốm này hay là lao động nặng nhọc mà muốn được phục hồi sức khỏe nhanh chóng thì có thể sử dụng cái chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính đem đến cô chú anh chị một cái điều rất là hời. Khi mua một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cô chú anh chị chỉ cần 145.000 đồng là đã được sở hữu hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung này rồi. Và hơn thế nữa, cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nữa. Chỉ với 145.000 sẽ được ngay một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc và một gói kẹo sâm 45.000. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị. Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn viên đạm hồng sâm Nhung Hiêu Linh Chi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp đỏ 120 viên và thành phần bao gồm sâm đỏ Nhung Hiêu, tinh chất linh chi, sữa ong chúa, vitamin B1, B2, B6, E, C, dầu đậu nành, dầu cọ cùng một số sản phẩm thảo dược quý hiếm khác tạo nên một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe. Và công dụng sẽ là phục hồi tăng cường sức khỏe trước và sau khi ốm, phụ nữ sau sinh, phòng ngừa tăng cường khả năng miễn dịch cho người bệnh, điều hòa trạng thái huyết áp, tim mạch, hạn chế tiểu đêm cho người già, giải độc gan và thận, tốt cho hệ tiêu hóa, phòng ngừa các khối u, hỗ trợ cho người bị tiền đình, thiếu máu, kém ăn, mất ngủ, hạn chế rụng tóc, lão hóa, đem lại làn da mềm mịn, căng tràn cho người sử dụng. Và nếu cô chú anh chị và các bạn muốn bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là với
cô chú đã có tuổi hay là các anh chị muốn mua một cái món quà bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ thì có thể sử dụng cái viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu hộp đỏ 120 viên này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua một cái hộp viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi hộp đỏ 120 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 590.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy gọi ngay cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị gói gia vị sâm hầm gà. Đây là món ăn rất là truyền thống nổi tiếng. Và khi cầm cái gói này thôi mà Phúc Tài Chính đã ngửi thấy mùi sâm rất là thơm ngon rồi. Và đây là một món ăn ngon bổ dưỡng vì là có nhân sâm. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, một gói này nó sẽ có từ 2 đến 3 củ nhân sâm ở đây. Rất là tốt cho sức khỏe cô chú anh chị ạ. Và trong một cái gói này nó sẽ gồm 7 vị và 70g, gồm 40g hoàng kỳ, 15g táo khô Hàn Quốc, 15g ngũ gia gai Hàn Quốc, 10g cắt căn Hàn Quốc, 5g đường quy Hàn Quốc. Và vào những ngày se lạnh hay là người cô chú anh chị và các bạn có cảm thấy là mệt mỏi, khi đó chúng ta thưởng thức cái món gia vị gà hầm sâm Hàn Quốc này, chúng ta sẽ lấy lại được sức khỏe và bồi bổ cơ thể rất là tốt. Và cái cách dùng ở đây đó chính là một cái gói này chúng ta có thể sử dụng được cho 3 con gà cô chú anh chị và các bạn nhé, hoặc là tương đương với 3 lần nấu. Thì trong cái quá trình chúng ta hầm gà thì chúng ta không cần phải bỏ bất cứ một cái gia vị nào để thưởng thức được trọn vẹn cái hương vị nhân sâm trong cái gói gia vị sâm hầm gà Hàn Quốc này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, mua combo 3 gói gia vị sâm hầm gà nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 300.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45.000. Và cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện tới số 0374 590 012 để nhận được một cái deal hời này nha. Và với đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị và các bạn cái cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Chào mời cô chú anh chị và các bạn đến với sản phẩm 1 cân nấm linh chi vàng chanh Hàn Quốc. Hình ảnh sản phẩm ở ngay trên màn hình đây, nấm linh chi có tác dụng rất tốt kháng độc tố, làm cân bằng huyết áp, tác dụng nâng cao chức năng gan, giải độc, mát gan, bổ khí, làm tăng hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Và khi cô chú anh chị và các bạn sử dụng nấm linh chi thì sẽ giảm đau nhức, giảm mất ngủ, chống dị ứng và ung thư, tăng cường khả năng của thận, làm cho da dẻ hồng hào, điều hòa kinh nguyệt, giúp cơ thể luôn tươi trẻ. Và cái cách bảo quản nấm linh chi sẽ trong tủ lạnh, ngày uống 3 lần trước bữa ăn. Thưa cô chú anh chị và các bạn, khi mà cô chú anh chị sử dụng nấm linh chi thì sẽ có cách sử dụng. Thay bột thì chúng ta sẽ hãm nước sôi vào cốc rồi uống trực tiếp, hoặc là thái lát thì cô chú anh chị có thể là đun sôi để nguội rồi chắt nước để uống. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời, khi cô chú anh chị và các bạn mua 1kg nấm linh chi vàng chanh Hàn Quốc với giá là 850.000 đồng tặng ngay một gói kẹo sâm thì cô chú anh chị cũng có thể liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012 cô chú anh chị nhé. Là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Thì rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ Phúc Tài Chính nha. Có một chị đã gửi về cho Phúc là: chị xài thấy tốt em ạ, em cảm ơn chị nhé. Chị nhận được hàng rồi em nhé, cảm ơn em, dầu gội ok lắm em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Và tiếp theo là feedback từ Đơn An Cung: cháu ơi, cô đặt thêm 2 hộp nữa nhé, tổng cộng là 5 hộp. Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy, vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi, tay cứng uống 3 hộp, giờ tay mềm lại rồi. Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Chúc em ngày mới vui vẻ xinh tươi, bán đắt hàng nhé. À, hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi, thấy được đấy em. Dạ em cảm ơn chị nhé. Em ơi, mai ship cho chị 3 thùng sâm nhé, giờ nào cũng được, tại tòa A3 Vinhome. Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi, cảm ơn nhiều. Dạ cháu cảm ơn cô nhé. Chị nhận được kẹo rồi, kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm. Cô Hồng Hải nói rằng là
Cháu bán hàng cũng chuẩn, cô đã mua hàng của cháu rồi, hàng chất lượng, giá rẻ. Theo cô Chu Ninh có comment rằng sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt, cô đã sử dụng rồi, cảm ơn cháu Phúc Tài Chính nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính. Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và trong quá trình mua hàng, cô chú anh chị có bất kỳ một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với Phúc Tài Chính để Phúc Tài Chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. Trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship. Bởi vì Phúc Tài Chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng, nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship. Còn có bất cứ vấn đề gì, cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng. Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú anh chị và các bạn. Và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có, thì gặp bất cứ vấn đề nào cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012. Đừng ngần ngại cô chú anh chị và các bạn nhé, Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú.